Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì buổi trưa nay không biết cúng gì cho cậu nào, vui quá trời bàn thờ. Để anh em mình vô coi thử. Hồi nay bà mẹ mình phải vô đốt nhang nữa ta. Đốt đá luôn. Mạnh mẽ. Tại mì gói nha, bữa nay cũng mì gói cho cậu à. Mà tô của cậu quá hoành tráng à. Mà tô vàng đũa vàng luôn. Rồi cuối cùng thì cũng có ngày này. Cuối cùng cũng sẽ có ngày này. Ngày này gì anh nói vậy à? Thì cứ mình giờ có gì mình cũng đó thôi. Cậu ơi, bữa nay cậu ăn mì gói rồi cậu ơi. Cậu bữa nay trưa nay cậu ăn mì gói rồi. Trời ơi trời. Vậy mà khổ dữ vậy. Hôm nay giờ chú ăn mì gói mình đi ăn cơm tiệm thấy nó kỳ không? Ai biết được. Mình ăn mì gói chung chú. Để mà đỏ là được cái đồng lạnh. Thôi vậy mì gói này để hồi em ăn cho ông nội. Cậu nè, bây giờ trước mắt là cậu ăn nè. Trời ơi. Ông Hoàng trả lương mà bữa nay cho ăn mì gói. Thiệt tình. Còn lời lẽ nào để nói luôn. Thiệt chứ. Chắc gửi hoài luôn không biết làm sao. Thì hôm nay là còn cúng cho chú Vũ Linh một cái tô. Rồi chú kiếm cái góc nào đẹp mà chụp làm thumbnail coi. Cho tôi làm chụp cái góc này tôi làm thumbnail quá. Đúng rồi, chụp cái góc này đi. Rồi ok. Để tôi kiếm cái góc tôi làm thumbnail. Chụp cái góc đẹp đẹp có cái bông bông đó đẹp đó. Bông rất xe cậu ơi, cậu ơi. Gì mà khổ dữ vậy cậu. Ông Hoàng trả lương mà cho ăn mì gói thật chứ. Chắc lưỡi hoài không biết nói sao. Cậu đực trai gì mà trưa nay cho ăn mì gói. Trời trời ơi. Tàn ác. Thấy cái đó nó mọc cái bông. Thấy cái đó cái bông kẻ mọc vui quá cười. Bông mọc sao vui vậy. Bông đẹp quá ha. Chỗ cậu cũng mọc cái bông hả? Làm bằng cua. Sáng giờ không có khán giả luôn. À, cô chú anh chị, cô chú anh chị coi nè. Còn mì với ly nước lạnh chứ không được trà nè. Đúng rồi, ly nước đá lạnh nhiều. Là bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ làm ăn Bình Dương. Bây giờ xin chào và gặp lại. Còn mì với nước đá lạnh không được trà. Cậu càng ngày cậu khổ quá trời khổ rồi cô chú anh chị ơi. Khổ gì dữ trời ơi. Tự đâu mình có mình Bùi Hải khổ thôi, cậu bữa nay cậu còn khổ chống Bùi Hải. Ăn mì uống đá lạnh chứ. Không được miếng trà nữa thiệt chứ. Ăn mì uống đá lạnh hả? Trời. Ông Hoàng trả lương cho ăn mì gói thì chứ phải nói. Không biết còn lời lẽ nào để nói nữa. Cúng hổm giờ cúng cơm cúng đồ rồi bữa nay thôi người ta đi mua hộp cơm này kia về cúng cho cậu. Mua mì gói cúng thiệt chứ. Đúng là thiệt thôi không biết nói sao thôi nói mới công bích lòng. Rồi để chút Bùi Hải quay xong clip này Bùi Hải đi mua cho cậu hộp cơm. Đó đúng rồi 22 ha. Bùi Hải mua cho cậu hộp cơm đi nha Bùi Hải. Mua hộp cơm đùi gà cúng cho cậu. Còn ông ấy thì nếu mà ông ấy thì...
Nếu mà có gà thì mua gà, còn không có gà thì mua cá. Thôi tôi có tiền. Thì anh mua hộp 061 luôn hả? Thôi mua hai hộp luôn đi. Không, 061 thì không có mùa hai cúng thôi, không có mua cúng. Không cúng con vậy để tôi mua tôi cúng. Vậy ông không cúng là ông không có tấm lòng nữa. Đây, quay xong mà, nếu mà ông có ý là Bùi Hải mà mua mà không có tiền thôi chứ không gửi tiền cho chứ. Bùi Hải quay xong clip này Bùi Hải ý là cúng là cúng lần hai người luôn cho có hoành tráng. Mua hộp cơm đùi gà hoặc cá về cúng cho cậu ăn. Cơm gì? Nguyên miếng cuốn thôi. Như cá, cá đó. Cá gà gì cũng được. Cá gà cũng được. Đùi gà ha. Trời ơi, từng chứ Bùi Hải thấy là Bùi Hải chịu không nổi mà con chú ha. Chán không? Tại vì rồi quay thôi, nói mất công mít lòng anh em. Đúng rồi. Ông làm cả lương mà trong mì gói. Dạ. À, nước đã lạnh chứ không được miếng trà nào. Dạ. Mà hết trà luôn rồi còn ha. Dạ, không có trà đá nữa. Vậy để... Ngọc đi ăn cơm, không chịu mua cho cậu hộp cơm. Không có đi ăn cơm đâu. Ăn cơm chưa? Cơm ăn. Có đâu. Thôi vậy chút mai mua, tôi chạy tôi mua hộp cho cậu hộp cơm cũng. Quay xong clip này tôi đi mua cho cậu hộp cơm. Ừ. Đùi gà hoặc là cá. Đùi gà hoặc cá ha. Ờ. Thì bây giờ trước mắt thì nói. Sưng sưng nói. Chú Hùng Khang có ăn cơm không? Hùng Khang có đi cơm không? Cậu đi cơm hộp cơm đi. Anh chú cho anh cơm hộp cơm đấy. Rồi mày có ăn không? Không. Không không, vậy trước tôi chạy đi mua cho cậu. Rồi đi mua cậu hộp cơm đấy. Mày làm anh lớn bữa đấy. Thôi tao không có muốn làm anh lớn gì. Hôm nay làm bữa nay Hải làm anh lớn bữa đi. Thôi thôi rồi nha. Tôi phải làm nhỏ à, tôi không phải làm lớn. Hôm nay làm anh lớn bữa đi. Thôi. Là cái này là bằng tấm lòng của ông Bùi Hải chứ không phải mà làm anh lớn anh nhỏ gì, đúng không? Đúng rồi, làm bằng tấm lòng. Đi đi là này ăn cái clip này lên cái này. Đi mua cho cậu hộp cơm. Mua cho cậu hộp cơm về cúng cơm chua cho cậu. Bữa nay không có ai cúng cơm, cúng mì gói mà không được ly trà đá nữa cô chú anh chị, ly nước đá lạnh thôi. Trời trời, nhưng giờ hổng giờ gửi tiền cúng này kia, giờ không ai gửi nữa thì cũng mua cho cậu hộp cơm đồ cúng cho cậu, cái gì đâu đem mì gói vô cúng. Thôi nói mất công anh em buồn vui, nói mất công buồn vui mất công quá, ai có lòng thì cúng có lòng thôi. Để Bùi Hải đi mua cho cậu. Bùi Hải vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải vlog nha.